Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh New 24 giờ, kênh cập nhật liên tục và nhanh nhất những thông tin nóng hổi dành cho giới trẻ. Đến với bản tin ngày hôm nay, mời các bạn cùng với mình cập nhật tin tức đáng chú ý nhất có trong ngày. Treasure được các tiền bối nhà YG yêu thương như thế nào? Từ trước đến nay, những nghệ sĩ thuộc YG nổi tiếng là có mối quan hệ thân thiết với nhau. Chính vì vậy, người hâm mộ không còn xa lạ với cụm từ YG Family. Không chỉ xem nhau như người thân trong gia đình, các idol còn dành sự quan tâm cho đàn em của mình. Do là em út trong nhà nên Treasure không ít lần được các anh chị cưng chiều. Mới đây Icon bất ngờ cover lại vũ đạo ca khúc mới Jitin của Treasure. Bên cạnh nhan sắc và kỹ năng vũ đạo điều luyện của các thành viên, phân đoạn Icon và Treasure quẩy cùng nhau trong đoạn cuối của video cũng khiến dân tình dần dần suy xoa. Có thể thấy tình cảm của hai nhóm khá tốt và luôn ủng hộ nhau. Trước đó người hâm mộ vô cùng phấn khích bởi The Game Catalyst 2 của YG Family chương trình hội tụ các nghệ sĩ nhiều thế hệ của nhà YG. Theo đó, thì Jun Hyeong của Icon đã may mắn trở thành người chiến thắng trò chơi và nhận được giải thưởng là 1 triệu won, tức là khoảng 18,5 triệu đồng. Tuy nhiên, thì anh chàng đã có một hành động khiến nhiều người bất ngờ, đó là tặng số tiền này cho Jihoon Hyun Suk của Treasure. Nam thần tượng nói rằng tặng phần thưởng cho hai em để mua quần áo đẹp, điều này khiến người xem không khỏi trầm trồ vì tình cảm của Mỹ Nam Icon dành cho hậu bối. Hồi tháng 2 vừa qua, Jenny gây sốt khi hợp tác cùng với Gentle Monster cho ra mắt bộ sưu tập Gentle Garden. Khi sản phẩm đã hoàn thành, cô nàng gửi tặng cho nhiều người quen, bạn bè của mình. Dân tình đã phát hiện main rapper của Blackpink đã tặng bộ kính sang trọng cho em út. Trong buổi fan size của Treasure, Jihoon và Hyunsuk đã đeo chiếc kính nằm trong bộ sưu tập của tiền bối ngay khi sản phẩm còn chưa chính thức phát hành. Treasure vừa có màn trở lại đường đua âm nhạc bằng mini album The Second Step Chapter One với ca khúc chủ đề là Jig Trong lần comeback này, nhóm cũng được các tiền bối icon ủng hộ rất nhiệt tình. Khi đó thì Chan Gu và Jun Hyung đã giới thiệu ca khúc đến cộng đồng fan qua kênh YouTube cá nhân. Ngoài ra thì Dong Hiếu còn thực hiện Jig Challenge trên TikTok cùng với hai em là Jaydam Dam và Josie. Mới đây, icon tung bản cover ca khúc Jig của đàn em khiến người hâm mộ không khỏi thích thú. Bên cạnh độ hot của Jikjin The Second Step Chapter one còn có một ca khúc làm mưa làm gió trên mạng xã hội, đó là Darari. Vũ đạo bài hát này đang trở thành trào lưu được nhiều người hưởng ứng trên TikTok. Nếu như theo dõi lâu thì chắc hẳn là người hâm mộ sẽ biết, thời gian gần đây nhiều idol YG thường xuyên hoạt động trên nền tảng này. Chính vì vậy các anh chị em chung nhà cũng không ngại thực hiện thử thách Darari của Treasure. Somi đã gây bất ngờ cho người hâm mộ khi theo trend này Video TikTok của cô nàng hiện có hơn 3,8 triệu lượt tim, chỉ đứng sau Treasure. Bên cạnh đó, tiền bối Seung Hoon cũng đã thực hiện thử thách và còn gắn thẻ tài khoản của Treasure nữa. Ngay từ YG Treasure Box, chương trình chọn ra thành viên Treasure diễn ra, nhiều nghệ sĩ nhà YG đã dành sự quan tâm cho đội hình này. Theo đó, dù khá bận rộn với lịch trình, nhưng Blackpink vẫn đến làm giám khảo và dành lời nhận xét cho các thí sinh. Đến khi Boy Group mới chính thức debut, bốn cô chị đều chia sẻ bài viết giới thiệu sản phẩm của Treasure trên trang cá nhân. Không chỉ có Blackpink, các thành viên của Winner cũng rất quan tâm đến màn ra mắt và dành cho đàn em nhiều lời khuyên hữu ích. Haruto từng chia sẻ rằng, khi chúng tôi thu âm ca khúc chủ đề, tiền bối Jun và Mino đã đến và chia sẻ một số lời khuyên thực sự hữu ích đối với tất cả chúng tôi. Blackpink, Winner, Icon, AKMU, Kim Jae-duk, Jang Su-won của Six Guys Răng và các vũ công YGX cũng đăng bài trên trang cá nhân để ủng hộ hậu bối của mình. Tình cảm của các nghệ sĩ nhà YG dành cho em út Treasure khiến nhiều người ngưỡng mộ, dân tình không khỏi ghen tị vì từ ngày ra mắt đến nay, nhóm nhiều lần được anh chị cưng chiều. Dù thời gian qua nhiều idol đã rời YG, nhưng sự thân thiết giữa tiền bối và hậu bối của quý công ty cũng khiến cho fan cảm thấy ấm lòng. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video của Knew 24 giờ. Mọi ý kiến đóng góp mời các bạn để lại thông qua phần bình luận bên dưới để đội ngũ của chúng mình có thể kịp thời trả lời nhé. Và cũng đừng quên nhấn like, share và subscribe kênh để không bỏ lỡ bất kỳ một tin tức hấp dẫn nào đến từ Knew 24 giờ nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.